nhóm tôi thì cũng đã có một số đại biểu nói rồi, và chúng ta tôi sẽ nói thêm một số về phát huy. Thế bây giờ chúng ta cứ nói là bảo tồn về bảo tồn, nhưng mà chúng ta bảo tồn rồi, bảo tồn để lấy không thì nó sẽ trở thành cái bảo tồn tĩnh và nó sẽ không bao giờ phát huy được. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để phát huy được, phát huy như thế nào và làm thế nào phát huy được, thì cái đấy nó mới có thể là được lưu truyền mãi cho đời sau. Và nếu mà chỉ làm bảo tồn trên giấy tờ, trên sách vở thì nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là giống như là một cái chuyên đề để chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà bảo tồn thế nào mà để áp dụng được, để phát huy được vào trong cuộc sống, thì cái điều đó mới là cái trăn trở của chúng tôi. Và tôi thấy là đương nhiên là mình muốn bảo tồn thì sẽ phải bằng cách nào, làm như thế nào. Thế nhiều khi là mình muốn bảo tồn thì trước hết là cũng phải có một cái gì để đảm bảo. Nhiều khi nếu mà không có thực thì không được đảm bảo thì không thể bảo tồn được. Thế nhưng mà bảo tồn là vừa bảo tồn là vừa làm ra kinh tế, vừa gắn liền với kinh tế, thì chúng ta có thể như ở đây là huyện Than Uyên, chúng ta là một huyện là có 7 dân tộc sinh sống, thì trong đó dân tộc Thái là có trên 70%, là rất là đông. Và trong 12 đơn vị hành chính của huyện Than Uyên thì đa số các xã cũng là có những cái tên của xã đều là tên của người Thái, lấy theo cách gọi, cách đặt của người Thái. Chúng ta ở đây là người Thái rất là đông, và chúng ta phải phát huy nào, không chỉ ở huyện Than Uyên mà ở những nơi khác cũng nên phát huy như nào. Tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta gắn cái bảo tồn các di sản văn hóa gắn với du lịch thì cũng sẽ rất là tốt. Nếu như mà chúng ta phát triển du lịch, bây giờ hiện nay ở Than Uyên và một số nơi là đang làm về phát triển du lịch rất là mạnh, nhưng nếu như mà chỉ phát triển du lịch dựa vào các danh lam thắng cảnh, dựa vào đặc sản văn hóa vùng miền thì chưa đủ, mà chúng ta phải phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của các dân tộc. Thì tôi nói ở đây ví dụ như là chúng ta làm về một cái nhạc cụ, ở người Thái có khèn bè, có đàn tính, nhưng nếu như một cái khèn bè đấy mà làm ra để sử dụng được thì giá trị của nó rất là lớn, nó phải tầm 500.000 trở lên, 700.000. Cái đàn tính cũng vậy. Thế nhưng nếu như vậy thì phải chờ vài những người, người ta biết, người ta cần, người ta học, người ta được mua. Thế bây giờ mình phát triển du lịch thì tại sao mình không thể làm những cái khèn bè nói những kích thước nhỏ, có thể làm đồ lưu niệm, giá trị của nó chỉ khoảng 100 thôi, hoặc là 150 thôi, có thể là khách du lịch người ta đến, người ta mua về, người ta làm quà lưu niệm được. Thì từ cái đó người nghệ nhân mới có thể là làm, người ta thấy làm từ cái đó ra tìm ra kinh tế. Thì những người khác thế hệ trẻ người ta nhìn vào xem thấy là ông ấy làm cái đẹp đèn bè đấy bây giờ bán để làm cái vật lưu niệm thôi, nó nhỏ thôi nhưng mà cũng ra tiền, thì mình phải học để mình làm theo. Thế thì lúc đấy là những cái lớp truyền dạy mới có thể được mở ra là truyền dạy. Còn bây giờ truyền dạy mà nhiều khi là truyền dạy để mà kế tục kế tiếp sau này làm để bảo tồn, nhưng mà nhiều khi thế hệ trẻ nó không muốn học đâu, bởi vì là nó không ra tiền, nó sẽ đi làm việc khác để ra tiền hơn, đúng không? Thế bây giờ nếu như mà cái chế tác khèn bè đấy mà làm biến thành nó là cái sản phẩm du lịch, quà tặng lưu niệm để người ta đem về, người ta đặt ở cái tủ người ta bày thôi, không cần là đem đi để thổi được, người ta không cần phải thổi, người ta chỉ cần đặt trong cái tủ người ta thôi, khách ở thập phương về người ta đem về, người ta ở đây là một cái nét riêng của người dân tộc Thái, một cái nhạc cụ của dân tộc Thái, hoặc là cái đàn tính cũng vậy, một cái nhỏ thôi, kích thước nhỏ thôi, người ta đem về người ta đặt trong tủ kính của người ta bày lên rất là đẹp, thì như thế là tự nhiên là cái sản phẩm nó sẽ bán được. Còn nếu mà cứ để là cái giá 500-700 để mà sử dụng, để tất cả những người biết để sử dụng mới mua ấy, thì rất là khó phát huy được. Thế và như vậy, còn nếu mà chúng ta làm cái mang cái giá trị văn để du lịch thì nó sẽ được nhiều người mua hơn, nhiều người biết đến hơn. Và nhiều người cứ nói đến là phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa, nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được đâu, vẫn chỉ là nói bằng miệng. Thế bây giờ nếu như phát huy đơn giản thôi, đối với người Thái đen, khăn viêu là một cái biểu tượng rồi, thì chúng ta sẽ làm thế nào mở được những cái lớp dạy theo khăn viêu. Thế nhưng mà dạy theo khăn viêu thì cũng phải tìm được cái đầu ra, theo được bao khăn như thế cũng phải có nơi ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm nghiêm chỉnh, làm đẹp thì sẽ bán được rất là nhiều, bởi vì bây giờ một cái khăn viêu ở chợ tôi thấy bán là cũng tầm 200.000, và nhiều
còn nếu như mà nhiều người người ta với cái giá trị giá thành như thế rất là cao thì người ta sẽ không mua. Thì bây giờ chúng ta có thể lấy những cái họa tiết như này, tôi đơn giản với cái khăn piêu tôi đang dùng cầm này, thì mình sẽ cho theo những cái họa tiết này dạy theo khăn piêu, nhưng mà lúc đấy mình sẽ khai thác những cái họa tiết nhỏ như thế này để làm ra, cắt ra và bán cho khách và hướng dẫn khách để làm những cái túi đựng điện thoại, hoặc là có thể là người ta hướng dẫn người ta về gắn vào áo dài hoặc trang phục người ta, thế bán những cái tấm này nó nhỏ ở đây thôi, nhưng mà khi mình làm ra như vậy thì người ta sẽ mua được nhiều hơn. Và ở những cái bây giờ cái dịch vụ homestay phát triển, thế nhưng mà nếu mà chỉ để mà ăn thưởng thức những cái ẩm thực không thôi và ngủ xong là đi về, nó cũng chưa có một cái gì động lại với người ta, thì nên có những cái lớp. Sau đó tôi rất là chăn trở, tôi muốn là có những cái lớp dạy như thế này, dạy làm khăn piêu này hoặc là làm những cái họa tiết này, thì các gia đình đều có những cái họa tiết đó để sẵn và có thể bán cho du khách 100.000 một miếng đó, và hướng dẫn khách để làm những cái túi đeo điện thoại hoặc là những cái mặt gối, bất kể một cái gì đó, kể cả làm những cái túi, cái ví, tức là mình làm bằng khâu thủ công, thì như thế là cái bản sắc văn hóa của mình chính là cái khăn piêu. Thì những cái họa tiết đó sẽ được khai thác và đưa vào du lịch, nó sẽ thành những cái sản phẩm du lịch và giá thành của nó như thế là nó cũng không cao, thì bất kể người khách nào đến người ta cũng có thể mua được để làm quà và tặng cho người nhà mình. Hoặc là đơn giản như chúng tôi đang in những cái huy hiệu để cho tất cả các đại biểu đeo ở vùng này, thì đấy là một cái huy hiệu là logo, là mang một cái đặc trưng của ban bảo tồn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể dựa vào những cái họa tiết, ví dụ những cái họa tiết khăn piêu này, kể cả chụp những cái cúp piêu này để vào đưa vào và in thành những cái huy hiệu đấy, hoặc là in thành những cái móc treo chìa khóa để bán, để đưa ra thành những cái sản phẩm du lịch. Như thế thì người ta sẽ thích, người ta sẽ mua, và như thế là chúng ta đã quảng bá được cái bản sắc văn hóa của chúng ta rồi. Và trong hôm nay thì tôi thấy là có nói về cái vấn đề chữ viết, thì tôi cũng xin bổ sung một chút về chữ viết. Thì chúng ta phải tự hào, người Thái chúng ta rất tự hào, vì ở Việt Nam chúng ta chỉ có hai dân tộc duy nhất có chữ viết riêng, đó là dân tộc Thái và dân tộc Chăm. Còn các dân tộc khác có chữ viết nhưng đều là mượn chữ Hán, chữ Nôm, rồi là chữ Latin để biến thành của mình. Nhưng đối với người Thái và người Chăm thì có chữ viết riêng. Đấy là một cái niềm tự hào cho người Thái chúng ta. Và chúng ta phải tự hào một điều là ngày xưa trong thời kỳ nước chúng ta chưa giải phóng thì tiếng Thái trở thành một cái ngôn ngữ chung cho vùng Tây Bắc này. Dân tộc Sao và dân tộc Mông nói chuyện với nhau, khi đó các dân tộc chưa biết tiếng phổ thông mấy đâu, thì cũng sẽ dùng ngôn ngữ Thái để nói chuyện. Người Hà Nhì hay là bất kể một dân tộc nào, họ nói chuyện với nhau, họ không biết tiếng của nhau. Người Sao không biết tiếng của người Mông, không biết tiếng người Khơ Mú, nhưng người ta dùng ngôn ngữ chung là tiếng Thái để làm một cái ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ chung để nói. Đấy là cũng là một cái tự hào nếu mà lật lại lịch sử như vậy. Thế và tôi cũng thấy là trong cái bảo tồn ấy, thì bản thân chúng tôi là những người do là của núi rừng Tây Bắc thôi, nhưng chúng tôi đến sinh sống và học tập tại Hà Nội, thì bản thân chúng tôi cũng rất tự hào là chúng tôi đã trong cái xã hội, cái thời xu thế hội nhập này, thì gần như cái bản sắc văn hóa của Thái của chúng ta cũng đã được mai một rất nhiều. Trang phục của người Thái ở khắp nơi gần như là cũng mọi người gần như là ít mặc hơn, và đa số là mặc váy nhưng mà áo sơ mi. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, đến bây giờ tôi đứng ở đây chúng tôi cũng rất tự hào là nhóm người Thái ở Hà Nội tuy ít người nhưng mà chính chúng tôi là những người đã thổi bùng lên cái ngọn lửa về bản sắc văn hóa, về gìn giữ. Và chúng tôi ở Hà Nội, chúng tôi vẫn mặc trang phục của dân tộc mình, nói tiếng Thái dân tộc mình. Và thậm chí có những lớp dạy chữ Thái là do em Tuyên đứng lớp để dạy. Đấy là một cái niềm tự hào của chúng tôi. Và chúng tôi đã từ những cái sự lan tỏa đó, và sau này chính ở các địa phương, chính là những cái nôi của người Thái, mọi người bắt đầu quay lại mặc trang phục Thái, quay lại nói tiếng Thái nhiều. Và tôi cũng rất tự hào, chính bản thân tôi là người đầu tiên, tôi khẳng định tôi là người đầu tiên mà có những cái bài phát biểu bằng tiếng Thái, và sau đó đã có một bạn MC phiên dịch ra. Tôi đã tìm từ bao nhiêu thế hệ trước tới nay, thì trong những cái chương trình lớn, sự kiện lớn là không có ai phát biểu bằng tiếng Thái một cái bài diễn văn dài như thế. Và tôi là người đã dày công và suy nghĩ ra để viết một cái bài như thế, tổng hợp lại và viết lại như thế. Đấy chính là chúng tôi cũng đang bảo tồn cái tiếng nói của mình và đang phát huy để cho tất cả mọi người đều biết được là
không có gì mà phải xấu hổ khi phải nói tiếng mẹ đẻ của mình cả. Thế và tôi tự hào là tôi chính là người thắp lên cái ngọn lửa và để phát biểu bằng tiếng Thái đó. Và sau này thì tất cả ở các câu lạc bộ, các sự kiện thì mọi người đã bắt đầu cũng sử dụng phát biểu bằng ngôn ngữ Thái, tiếng Thái. Còn trước đây thì chỉ có thể là người Thái thì dùng trong những cái ngày đám cưới, đám hỏi hoặc một cái tiệc rượu nào đấy chỉ có thể chúc nhau bằng tiếng Thái. Nhưng mà để mà đứng ra một cái sự kiện lớn trước hẳn mấy trăm đại biểu để mà phát biểu một bài nguyên bản bằng tiếng Thái thì tôi cũng khẳng định là chính tôi là người đầu tiên đã thắp lên cái niềm tự hào, thắp lên cái lửa đó. Và chính nhóm người Thái ở Hà Nội chúng tôi cũng là nhóm đã thắp lên cái lửa, thổi bùng lên cái ngọn lửa văn hóa đó. Và chúng tôi muốn là tất cả người Thái ở khắp mọi nơi đều lan tỏa cái bản sắc văn hóa của mình và đều phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nhưng nếu mà chúng ta cứ nói là phát huy, bảo tồn thì ai cũng nói được, nói rất là hay, thậm chí nói rất là hay. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào, phát triển như thế nào thì chúng ta sẽ phải dựa vào du lịch. Bởi vì chính du lịch là một cái nơi để chúng ta